Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Ngày 26 tháng 12, buổi lễ bốc thăm V-League 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Một trong những đội bóng nhận được sự quan tâm lớn là tân binh V-League 2023, Công an Nhân dân sẽ gặp đối thủ cực mạnh mang tên Bình Định. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi hai bên đều có rất nhiều cầu thủ ngôi sao. Dù mới lên hạng nhưng Công an Nhân dân đã có nhiều sự tăng cường chất lượng như tiền vệ Phan Văn Đức, hậu vệ Đoàn Văn Hậu hay Sầm Ngọc Đức cũng như thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tới đây, dự kiến đội bóng này sẽ ra mắt nhiều cầu thủ nổi tiếng nữa để có thể cạnh tranh song phẳng với nhiều đội mạnh tại V-League 2023. Cũng theo kết quả bốc thăm, xếp lịch thi đấu, đương kim vô địch Hà Nội gặp Viettel ngay từ vạch xuất phát. Trận đấu này nhiều khả năng được ban tổ chức lựa chọn là trận khai mạc mùa giải này bởi ngoài tính chất khốc liệt của hai đội bóng mạnh thì sân nhà hàng đẫy dự kiến sẽ đón lượng khán giả lớn. Trong khi đó, Nam Định, cái tên đang rất nổi trên thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Thiên Trường. Đây được xem là cơ hội lớn để Nam Định giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mà đội bóng Thành Nam đặt tham vọng lớn thay vì chỉ biết trụ hạng như các năm gần đây. Năm nay, Nine Wolf V-League 2023 dự kiến khai mạc từ ngày 3 tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 8. V-League 2023 kết thúc sớm để hệ thống bóng đá Việt có thời gian chuẩn bị cho mùa giải chuyển giao 2023-2024. Từ mùa 2023-2024, hệ thống giải V-League sẽ vận hành theo lịch hoạt động của bóng đá châu Âu để phù hợp với lịch chuyển nhượng cầu thủ ở mùa đông, mùa hè. 14 đội bóng V-League 2023 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau vòng 13, những đội xếp thứ nhất đến thứ 8 sẽ thi đấu ở nhóm A để tranh vị trí nhất, nhì, ba. Các đội từ vị trí thứ 9 đến 14 sẽ đá ở nhóm B để qua đó xác định một suất xuống hạng trực tiếp. Mỗi câu lạc bộ vẫn được sử dụng 3 ngoại binh, một cầu thủ Việt gốc nước ngoài, cầu thủ nhập tịch và nhiều khả năng cả một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam Việt Kiều. Từ giai đoạn 2, các câu lạc bộ dự giải quốc tế mùa 2023-2024 sẽ được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có tối thiểu một cầu thủ tới từ các liên đoàn thuộc AFC. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!